nhanh 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 khơi lên. Nè, không ăn này vô tới đây nè. Tính mà vô đó mục tiết hay là ai chăm tiết chắc bán đây nè. Nè, không ai vô kéo nè. Con ta mất. Này xí đấy bằng xí bạch vô và xí chẳng vô đấy. Xí áp. Bài đấy. Xí vô. Con ta. Cùng vô tới 100 món đó luôn. Dễ chọn bàn đấy gì. Mọi thứ ấy chung kia trên nè. Hả? Chạy ấy? Chạy cá. Ôi, làng ơi. Lúc cũ miền cá ao tiết à. Ủa, miền lùi xì cà rễ mà anh chăng. Chắc bạn khá nông thú mà anh thương cho mấy. Nó chung như chờ anh ấy. Mày ở khá mấy. Mà trẻ miên mọt trẻ tớ ô xin luôn ai nhé. Chắc anh chú phúm ạch khơi nhà nà khá nông phúm. Màu nê ơ hãy. Dạ, bạn này khá lắm. Lục trú chạy cá ai á. Chẳng chỗ tôi phụ mà anh miền không ấy. Được con. Mấy đứa nhỏ nó đọc kinh á. Đọc kinh Phật. Hết sư pháp hòa. Đừng lên hết. Tôi quý là tôi cứ bán tao. La quên nó. Đừng lên hết. Ây da, xa nông bươi. Ôi xong lắm à. Ôi mà cái chọc, mà cái chọc. Nông sọp trúc à. Mình mì tiết nè, mì. Mình mì tiết. Chạy cái này lắm à. Bữa nay trong chùa sư tổ chức tặng quà cho mấy em.
Trời nó vui, chạy kìa nó vui. Chạy ta, bánh nó ta. Chạy kìa nó ta. Mình mất ta hay ta ta. Cho xong bài bán này chẳng phải xong bọc kì. Nhưng miên ta muối ta. Nó cho kê miên ta muối đấy. Miên đấy ta. Anh không cho tụi phố mặt thôi nha ta bác. Lấy được mau nè. Nhớ. Chúng ngay ngay đi chỗ ăn na vô anh ta quấy nó là ta khỏi anh ta lại trên chứ đó. Ây da, sẽ sát miền tận lôi cho vui. Miền chiên cái nà. Ai không chỗ phố nó ắt khơi nhà nà tận lôi. Đó, đám nít ở chùa ở trong xóm này nó ra đây hết trơn nè. Chân chùa bùa mệt khơi cho mình. Mình mà nè ơi. Cái này đó. Nó lũ đó. Cái khó á. Nó khó á. Ờ. Mình nó cũng vậy. À địa bạn muốn mà mình mà chạy bên mình đi. Cái này là các sư đi lễ ở bên chùa Trực Phô á. À. Trực Phô nó chi cái lưới đó anh ơi. Ừ. Thì được bên chùa người ta cho bánh kẹo về sư mang về đây phát lại cho mấy đứa nhỏ. Nét đẹp quê hương. Nét đẹp quê hương. Này đi bạn mà thăng lên đây nè. Ôi bạn tầng cực cực. Bạn tầng cực quá chú. Thế là bạn. Ôi thật lắng à. Ôi ừ, chân anh nhé. Không mát mát. Nó ăn cái áo ấy nè. Cô xảy nó ăn cá đấy hả. Anh vô xảy cái tia sống đấy. Đã sống thì một mát áp áo nha. Đấy, áo gì tụi con chung kê đây. Chứ hãy canh lượt đầy ấy, này lượt đầy thả át biển. Ây da, bàn kẹo phong, bàn nôm phong, bàn lùi tía ra. Bàn mán, lùi bàn mán. Hả? Lùi còn bán đấy không?